có người thân hỏa táng biết được rằng cái quá trình xảy ra như thế nào. Khi mà có nước ở trong cơ thể hay cái gì nó chảy ra thì tất cả đều bị cháy hết. Đây, và đây cho quý vị xem mấy cái miếng đồng sắt này. Lúc đầu mình cứ tưởng đâu là nó ở chỗ nào của con người, không phải đâu nhá. Hi, xin chào mọi người đã trở lại với kênh Hoa Mai TV nhé. Thì trong mấy ngày vừa qua thì Hoàng Khang có đăng rất là nhiều những video clip mang cái nội dung đó là về nghệ sĩ qua đời, đặc biệt là cô Minh Tinh, Thẩm Thúy Hằng và chú Vinh Sử, ông vua nhạc Sến ấy. Thì mình đăng video về cô Thẩm Thúy Hằng hỏa thiêu ở trên Phúc An Viên ấy, rất là nhiều người vào bình luận bảo rằng là cô Thẩm Thúy Hằng rất là nhiều tiền mà tại sao không chôn mà lại thiêu. Cái đó thì mình cũng thấy là một cái thắc mắc của mọi người, và ngày hôm nay mình sẽ làm một video clip nói về chuyện hỏa thiêu nhá. Bây giờ không nên thưa nữa, bây giờ mọi người cùng mình đi để xem cái quá trình hỏa táng ra sao nhé. Thì có rất là nhiều bạn bảo rằng là tại sao mà cô Thẩm Thúy Hằng nhiều tiền mà lại thiêu. Thì mọi người xem hết video này thì mọi người sẽ hiểu được tại sao những bạn đó lại thắc mắc như vậy, những bạn đó lại nói như thế. Thực ra thì thiêu không phải là không tốt, nhưng mà có nhiều điểm đấy, nhiều người là không thích vấn đề thiêu mọi người ạ. Thiêu có nhiều cái yếu tố mà nhiều người sẽ không thích đâu. Còn như thiêu ở đây là mình cho mọi người xem những video, cái video này video tượng trưng nhé mọi người nhá. Thì không phải nó thiêu nào nó cũng giống nó thiêu nào. Mình quay ở đây ấy, thì nhiều bạn sẽ lại ở chỗ khác. Các bạn sẽ bình luận vào ô chỗ mình nó hiện đại hơn, chỗ mình nó sẽ tốt hơn. Cái đó là mỗi nơi mỗi khác, thì mình đang quay tượng trưng cho mọi người xem một cái gọi là cái hình thức, cái quá trình thiêu nó sẽ xảy ra như thế nào. Thì mình trước mình có tâm sự và mình hỏi một cái chú nằm ở trong lò thiêu ấy, chú kể. Thì lúc đó là chú không biết mình làm chú chút đâu mọi người ạ. Thì chú bảo rằng là ngày trước đi nằm lò thiêu này này, sợ nhất là thiêu những cái bộ quan tài mà tốt đấy mọi người. Thiêu là thiêu cả quan tài nhá. Nhiều bạn bình luận hỏi mình rằng là anh ơi thiêu cả quan tài hay là thiêu người không, thì phải thiêu là phải thiêu cả quan tài mọi người. Thì chú bảo là chú sợ nhất là những cỗ quan tài mà tốt á, với nhiều gia đình mà điều kiện á, mua cỗ quan tài 70-80 triệu cả 100 triệu, thì khi mà đi thiêu á, những nhà thiêu rất là sợ sợ mọi người ạ. Tại vì thiêu một cỗ quan tài mà thường, hoặc là thiêu bằng quan tài bằng bìa cắt tông, hoặc thiêu bằng gỗ đơn giản thì nó rất là nhanh và nó khỏe. Còn chú bảo là cái chỗ chú là thiêu bằng ga mọi người ạ, mà thiêu bằng ga mà lại tiêu hủy một cỗ quan tài mà nó dày như thế, mà nó tốt như thế thì tốn rất là nhiều ga, chú bảo nhiều khi còn nổ mà. Cái chuyện đó thì có thật hay không thì cái đó là cái câu chuyện chú kể như thế. Còn rất là nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng là có những cái câu chuyện ở trên trên mạng, trên YouTube đấy, bảo rằng là khi thiêu để mỡ nó chảy ra, rồi là người ta lấy mỡ đó để làm mấy cái tầm bậy tầm bạ. Không có đâu mọi người ạ, mình hỏi các chú ở đây rồi, mình đã đi hai lò thiêu thì các chú đều nói rằng là có quá trình mà xử lý ấy, nó cháy rất là dã man ở trong á, nhiệt rất là cao, 700-800 đến có khi cả 1000 độ, thì tất cả mọi thứ đều cháy hết ở trong nhá, không có chuyện mỡ miếc gì ha. Vậy nên mọi người yên tâm. Trong quá trình thiêu ấy thì nó không phải là ra cái tro cốt như mọi người thấy đâu. Nó sẽ ra xương đầu, rồi xương tất cả mọi thứ, rất là nhiều thứ. Xong quá trình đó người ta mới phân loại kim, có nghĩa là người ta sẽ nhặt những cái gọi là sắt kim loại ở trong cái cỗ quan tài ra, và có thể là trong cái cỗ quan tài có nhiều khi ấy, nó có những cái vật dụng nó cứng thì có thể thiêu không được, hoặc là trong cơ thể người á
nhiều khi nó có những cái như kiểu là máy trợ tim này, cái xương đinh á, thì người ta sẽ phân loại ra. Sau khi phân loại ra, người ta bắt đầu là người ta mới đưa vào quá trình cuối cùng, thì mình sẽ cho mọi người xem cái quá trình đó, nhiều người không biết luôn, để ra một cái hũ cho cốt như mọi người thấy. Rất là nhiều căn như thế này mọi người ạ, là một hai, nhiều lắm. Chú cho được vào. Mấy cốt hả? Dạ vâng ạ. Mấy cốt bé hả? Dạ vâng. Sau khi hỏa táng là nó ra như thế này hả chú? Xong là mình có phải làm giai đoạn gì nữa để cho nó nhỏ này nữa không? Đấy, cũng ok đấy. À, dạ. Đó thì quý vị có thể nhìn thấy thì mình từ trước giờ thì chính gia đình mình có người hỏa táng nhưng mà mình cũng không biết cái giai đoạn này. Đó là khi mà đốt ấy thì nó không phải là đốt nó cháy nhuyễn ra như mọi người ở nhà mọi người thấy đâu, nó là cái bột bột đâu. Mà đốt nó ra như thế này. Chú ơi, cho con hỏi gì? Cái mấy cái sắt sắt đó nó ở đâu rồi chú? Hòm. Hòm á. À, cả cái đồ ở trong hòm á. Cái hòm á. À, đúng rồi. Có mấy cái đồ giật mình, nó tưởng đâu những người trong đó, người ta có ở trong đó. Cái súng đắp. Cái bát của quần á. Dạ, đúng rồi. Nó lên nó xuống. Đây, vào đây cho quý vị xem mấy cái miếng đồng sắt này. Lúc đầu mình cứ tưởng đâu là nó ở chỗ nào của con người chứ không phải đâu nhá. Mấy cái này là ở trong cái khoan ấy, mấy cái chốt ấy. Kết hợp để xử lý cái đoạn sau, để một là cho vô hũ, còn hai là cho vô hài cốt như thế này. Cái tiểu đó thì khỏi phải phân loại, phải nhặt như thế này. Còn đây chắc là nghiền như thế này để chuẩn bị cho vô cái hũ mình. Sau khi xay thì nó sẽ như thế nào. Giai đoạn cuối cùng của cái việc hỏa táng này mọi người ạ, cái là đưa vào trong cái hũ như thế, đó là để mình thờ đi chùa trong nhà thờ đó.
bây giờ mọi người đã xem được cái quá trình hỏa táng là như thế. Thì nó cũng giống giống nhau thôi mọi người ạ. Mỗi lò thiêu nó chứ có một cái gọi là quá trình nó tương tự như vậy thôi. Có lò thiêu thì hiện đại hơn, nhưng mà có lò thiêu thì còn thô sơ hơn nữa. Thì mỗi nơi mỗi khác, chứ không phải nhất thiết nó phải 100% như cái video mình vừa đăng mọi người nhá. Nhưng mà cái vấn đề xay nhuyễn là mình nghĩ là có, mình có hỏi rất là nhiều rồi, đều nói là có hết á. Còn đây là một đoạn video mình quay về quá trình thổ táng mọi người ạ. Ở quê thì người ta vẫn chọn thổ táng nhiều hơn. Thì cái vấn đề ở đây là thổ táng là dành cho ở quê là nhiều, vì ở quê đất rộng và người ta có thể thổ táng cố định được rất là nhiều năm. Ở trên thành phố thì có thể là có giới hạn nhá, giới hạn 20 năm 50 năm, và nên nó cũng là một cái vấn đề nhức nhối, những vấn đề đau đầu cho những người mà lựa chọn 20 năm 30 năm lại phải chuyển thì nó rất là phức tạp. Thì cô Thẩm Thúy Hằng thì mình nghĩ rằng là đấy là cái mong muốn, cái nguyện vọng của gia đình cô là hỏa táng rồi đưa vào trong chùa để trưng cất, rồi là được nghe kinh kệ. Với lại nếu mà con cái có muốn di chuyển đi sang Mỹ thì nó rất là tiện, không có phức tạp khó khăn gì cả. Nhiều người cứ thắc mắc rằng là nhà cô tại sao nhiều tiền như thế mà không an táng, chọn chỗ nào đẹp để an táng. Thì mình nghĩ là chắc có thể là như vậy, nghĩa là cô muốn vào chùa, vào chùa thì phải chấp nhận thiêu. Còn chuyện mà sau này di chuyển thì cái đó thì có thể xảy ra ha. Nói chung video này mình chia sẻ tới đây thôi, chào mọi người nhé. Nghĩ yên muôn đời mà.